Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Mai đến từ Luật Pháp Trị. Tết là dịp để gia đình, người thân, bạn bè có thể tụ họp lại với nhau để nhìn lại một năm cũ đã qua và cùng đón một năm mới. Đó cũng là lúc người lao động nhận được món quà thưởng Tết để lo cho gia đình một cái Tết đầy đủ. Thời gian gần đây, nhiều công ty đang có xu hướng thưởng Tết cho nhân viên bằng hiện vật chứ không thưởng bằng tiền mặt như mọi khi, khiến cho người lao động khá băn khoăn rằng không biết sẽ được nhận tiền thưởng hay được nhận sản phẩm của công ty. Hay cụ thể hơn là doanh nghiệp có được thưởng Tết bằng sản phẩm của công ty hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video sau đây. Thưởng Tết được quy định theo pháp luật như thế nào? Tại điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định như sau. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quy định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Như vậy có nghĩa là căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thưởng Tết cho người lao động không phải là quy định bắt buộc mà căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, các chỉ số hiệu quả, năng suất làm việc và mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong một năm mà doanh nghiệp có thể xây dựng quy chế nội bộ của doanh nghiệp về việc thưởng Tết cho người lao động. Một người xem đã liên hệ đặt câu hỏi riêng cho chúng tôi như sau. Được biết, quy chế thưởng của công ty phải công khai, vậy nếu không công khai thì công ty đó có bị phạt hay không? Để trả lời cho câu hỏi này thì căn cứ theo khoản 2 điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019, quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Việc công khai quy chế thưởng tạo động lực làm việc cho người lao động tại doanh nghiệp. Nếu không công khai quy chế thưởng sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 16 Nghị định số 28 năm 2020 của Chính phủ với mức phạt có thể lên tới 5 triệu đồng. Bàn luận về việc thưởng Tết bằng tiền mặt hay hiện vật, nhiều nhân sự trong các tập đoàn lớn thưởng Tết có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng cũng không ít lao động đang thấp thỏm. Liệu có phải nhận hiện vật thay tiền? Từ đó, tạo nên những câu chuyện thật như đùa, như doanh nghiệp may mặc ở Hà Nội đã thưởng cho nhân viên 70 cái quần đùi vào dịp Tết Nguyên đán. Doanh nghiệp sản xuất gạch thưởng 200 viên gạch cho công nhân. Hay có doanh nghiệp ở Hà Nội năm 2013 cũng đã thưởng cho nhân viên 10 bịch giấy vệ sinh trị giá 300.000 đồng. Đi làm đến cuối năm chỉ mong được thưởng Tết để có cái chi tiêu. Gia đình hai vợ chồng, hai con nhỏ nên Tết phải tiêu rất nhiều, từ mua sắm của nhà mình đến đi Tết bên nội, bên ngoại. Thưởng bằng hiện vật có giá trị nhưng cũng không phải lúc nào cũng quy đổi được ra tiền. Theo tâm lý chung, nếu như những sản phẩm của công ty có giá trị lớn như xe máy hay tivi, người lao động sẽ cần và có thể quy đổi ra tiền nếu như không dùng đến. Nhưng có nhiều công ty sản xuất ra sản phẩm không phải ai cũng phù hợp. Do đó, việc thưởng bằng tiền dù nhiều hay ít cũng sẽ tiện lợi hơn cho người lao động. Họ có thể thoải mái mua những gì họ cần. Qua đây, bạn nên lưu ý rằng khi bắt đầu vào một doanh nghiệp nào đó, chúng ta nên tìm hiểu rõ về vấn đề này để mang lại quyền lợi cho mình. Còn bạn nghĩ sao về xu hướng thưởng Tết này của các doanh nghiệp hiện nay? Bạn thích hình thức thưởng Tết nào hơn? Hãy comment xuống dưới đây cho mọi người cùng biết nhé!